Xin chào các bạn đến với kênh của mình. Trước khi bắt đầu video, các bạn nhấn ngay nút đăng ký cho mình để có thể ủng hộ mình cũng như có thể nhận thông báo về những video mới nhất nhé. Mình sẽ đến với bài chặn hệ số góc. Chặn hệ số góc trong bài toán tương giao. Hỏi các bạn lưu ý cho mình thì bài này là một bài rất là hay luôn. Mình sẽ nêu ra bài toán tổng quát trước. Như đây, bài toán tổng quát chính là gì? Cho hàm số gx tương giao giữa đồ thị hàm số và một đường thẳng. Đặt đây chính là bằng m của x trừ x0 cộng với lại y0. Rồi. Thì bạn lưu ý cho mình như sau, gx là một hàm số, còn bên đây m nhân cho x trừ x0 cộng y0 đây chính là một đường thẳng. Bạn nhận xét cho mình đó chính là đường thẳng d có phương trình là y bằng m nhân x trừ x0 đây, x trừ x0 cộng y0 đây, thì đây là một đường thẳng, là một đường thẳng đi qua điểm cố định, đi qua điểm cố định. Rồi bây giờ bạn mình để xác định được điểm cố định mà đường thẳng này luôn đi qua thì cách dễ nhất chính là bạn sẽ chọn giá trị x bằng x0 sao cho nó sẽ rút gọn được cái tham số m này. Nghĩa là sao? Sẽ luôn qua một đi một điểm cố định, mình gọi điểm đó điểm y, tọa độ là x0 đây. Thì khi x bằng x0 thì x chữ x0 chữ x0 là nó sẽ hết, thì m nó sẽ mất đi, thì điểm y chỉ còn là y0 thôi. Đây sẽ luôn đi qua điểm cố định là x0 và y0, sẽ luôn đi qua điểm cố định y. Bạn lưu ý cho mình là đường thẳng này sẽ quay quanh điểm cố định, sẽ luôn quay quanh điểm cố định y. Nghe sao? Đường thẳng này luôn luôn quay quanh điểm cố định y, và cái hệ số góc của nó sẽ quyết định đến cái giá trị m này nè, nó sẽ quyết định đến hướng quay của nó. Rồi bây giờ mình sẽ mô phỏng cái phép quay đó ở trên máy tính. Bây giờ mình sẽ sử dụng phần mềm để mình minh họa cái lý thuyết. Bây giờ bạn có như sau. Thứ nhất là mình có đường thẳng màu xanh dương này, đây chính là trục hoàn OX, phương trình của nó là y bằng 0 đường xanh dương. Rồi đường chéo này mình sẽ đặt nó là y bằng mx. Bạn lưu ý cho mình như sau, thì khi em m di động đây thì nó sẽ luôn đi qua một điểm cố định, nó chính là điểm 0,0. Đây chính là điểm cố định mà đồ thị này luôn đi qua. Còn nếu như m âm thì nó sẽ đi hướng xuống dưới từ trái qua phải như thế này. Còn nếu như m dương đây, như thế này thì nó sẽ hướng lên trên, từ trái qua phải nó sẽ hướng lên trên. Rồi. Còn nếu như khi m bằng 0, đây. Lưu ý cho mình, khi m bằng 0 thì đường thẳng này nó sẽ trùng với trục OX. Khi m bằng 0 đường thẳng này sẽ trùng với trục OX. Còn nếu như m bằng vô cùng, tức là sao, đó có thể là dương vô cùng hoặc âm vô cùng, để đây chẳng hạn như 10 mũ 7 chẳng hạn. Đây, bạn nhìn thấy không? Nó dựng đứng lên. Đường thẳng này nó dựng đứng lên luôn. Đây, đường thẳng nó dựng đứng lên luôn thì nó là dương vô cùng thì đường thẳng này sẽ dựng đứng, hoặc m bằng âm vô cùng chẳng hạn. Đây, thì nó cũng là một đường dựng đứng như thế này luôn. Nếu như m bằng 0 thì nó sẽ trùng với trục OX, còn nếu như m bằng cộng trừ vô cùng thì nó sẽ dựng đứng lên. Thì bây giờ thì mình sẽ xóa giá trị đi rồi. Bây giờ các bạn lưu ý cho mình như sau. Đó chính là gì? Để xác định được là cái hệ số góc của nó đang tiến đến dương vô cùng hay là âm vô cùng, mình sẽ sử dụng một thao tác như sau. Đó chính là ví dụ trong trường hợp thứ nhất là như thế này đi. Đây mình ví dụ trong trường hợp này thì đây mình sẽ ví dụ trong trường hợp này. Nếu như bạn thấy m đã âm không? Đồ thị đi xuống, m âm. Rồi, còn m đang âm. Còn đây là m bằng 0. Nghĩa là sao? Nếu như m nó càng giảm, bạn để ý không? Khi m càng giảm, nghĩa là nó càng đi xa đường thẳng y bằng 0. Đây, m đang âm, mà nó càng ngày càng đi xa m bằng 0. Đây, nó càng đi xa. Vậy nó đang tiến dần âm vô cùng đây. Đến một lúc nào đó nó rất lớn và nó sẽ tiến đến trôi trùng với lại trục OI luôn. Thì nghĩa là m đang ở âm vô cùng. Còn đây là trường hợp thứ hai. Đây là m dương đây nè, thấy không, m đang dương đấy, kỹ chứ mình m dương làm như thế này, nhưng mà đây là trường hợp m bằng không, đây là m dương. Bây giờ mình nó càng ngày càng dương đây, nó càng tiến xa đường thẳng m bằng không thì nó càng lớn đây, cho đến một lúc nào đó thì nó s�ẽ tiến đến dương vô cùng luôn. Đây để xác định là m đang tiến đến dương vô cùng hay là âm vô cùng, đó chính là bạn sẽ so sánh vị trí tương đối của nó với đường thẳng y bằng không.
Nếu như nó càng đi xa đường thẳng y bằng 0 về phía dương. Lưu ý cho mình, bây giờ mình chỉ xét một nửa bờ bên trái của đường thẳng y bằng 0. Tức là mình chỉ xét phần bên đây thôi. Thì nếu như nó càng đi xa đường thẳng y bằng 0 mà về phía dương đây, thì nó nghĩa là tiến đến dương vô cùng. Còn nếu như nó càng đi ra xa đường thẳng y bằng 0 nhưng mà về phía âm, thì nó đang tiến về phía âm vô cùng. Đây, đó chính là cách để chúng ta biết được nó đang tiến về dương vô cùng hay âm vô cùng. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục. Đường thẳng này sẽ luôn quay quanh điểm cố định là y. Bây giờ chúng ta sẽ theo yêu cầu bài toán, mình ta sẽ biện luận giá trị của m. Đây, sẽ biện luận giá trị của m tùy theo cái yêu cầu của bài toán cho, ta sẽ biện luận được giá trị của m. Thì ta sẽ có những cái trường hợp như là cách tại một điểm, hay là cách tại một điểm nè, hay là cách tại hai điểm, ba điểm, vân vân. Hoặc là mình sẽ sử dụng trường hợp tiếp xúc. Tiếp xúc thì là delta bằng 0 của phương trình bậc 2 nè, rồi vân vân và vân vân. Bây giờ mình sẽ đến với một số bài tập áp dụng. Rồi, bây giờ mình sẽ đến bài toán đầu tiên. Thì sau khi đọc yêu cầu bài toán như cái hướng làm ở trên, trước hết ta sẽ quy đồng cái mẫu x trừ 3 lên trước, sẽ tương đương với lại cái gì? Trị đối của fx cộng với 2 sẽ bằng m lần của x trừ 3. Đây. Còn bây giờ thì mình sẽ chuyển tất cả phần hệ số tự do bên đây, tương đương với lại trị đối của fx sẽ bằng mx trừ 3 trừ đi 2. Đây. Thì mình đã đưa nó về dạng đường thẳng là m của x trừ 3 trừ đi 2. Bây giờ mình sẽ vẽ lên, mình sẽ vẽ hệ trục tọa độ ở đây. Thì bây giờ bài toán cho đồ thị hàm số y bằng fx như thế này. Bây giờ mình sẽ vẽ lại cái đề. Đấy, chia làm 3 phần. Rồi. Đây, đây là một parabol đi qua điểm 2 và bên đây chắc chắn là bên đây là 4. Đây. Đối xứng với nhau qua nghiệm kép. Đây, 2 và 4. Thì đây là một parabol. Bây giờ để xác định đồ thị hàm số gx, bằng trị đối với fx thì mình sẽ lấy đối xứng phần đồ thị phía bên dưới trục tung lên phía trên trục tung, thì nó sẽ như thế này. Thì mình sẽ gạch bỏ phần đồ thị phía bên dưới và mình sẽ lấy đối xứng lên phía bên trên. Đây, thì đồ thị mới của nó sẽ như thế này. Đây chính là đồ thị hàm số gx bằng trị đối của fx, nó như sẽ như thế này. Đây, bây giờ mình sẽ nói đến đường thẳng m của x trừ 3 trừ 2. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tìm điểm cố định đồ thị luôn đi qua. Thì đường thẳng này, đường thẳng luôn đi qua điểm y có tọa độ là, bây giờ mình sẽ cho x nó bằng 3. X bằng 3 thì y sẽ bằng trừ 2. Nó luôn đi qua một điểm cố định là 3 trừ 2. Như thế này, thì 3 ở đây. Đó, đây là 1 trừ 1, đây xuống đây là trừ 2. Thì đây, đây chính là đường điểm y mà đường thẳng này luôn đi qua theo một điểm cố định. Bây giờ, bạn lưu ý cho mình là đường thẳng y nó sẽ luôn đi qua điểm này. Bây giờ mình sẽ để cái bút đây, thì nó sẽ luôn quay 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 quanh trục cái trục y này. Đường thẳng này luôn quay quay quanh trục y này. Mình đánh kéo là tìm m để phương trình có đúng hai nghiệm. Bây giờ mình sẽ biện luận. Đó chính là bây giờ ta phải tìm m để phương trình có đúng hai nghiệm. Thì mình sẽ nói đến trường hợp đầu tiên. Mình sẽ nói đến là bây giờ điểm y này nó bây giờ giá trị m sẽ thay đổi, nghĩa là sao, nó sẽ luôn quay quanh điểm y này. Bây giờ mình sẽ nói đến cái điểm này. Bây giờ mình giả sử đường thẳng đó nó sẽ đi qua điểm 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 khác này, điểm J có tọa độ là 20. Đây, đường thẳng này đi qua điểm J có tọa độ là 20. Mình sẽ kiểm tra xem nó có tiếp xúc tại đây không. Và lưu ý cho mình như sau, đường thẳng nó đi qua điểm y có tọa độ là 3 trừ 2 và điểm J có tọa độ là 20. Bây giờ mình sẽ viết phương trình đường thẳng nó khi đó, thế là y bằng trừ 2x cộng với lại 4. Đây, thì có nghĩa là gì? Thì rất là thú vị, đó chính là khi khi m bằng trừ 2, đây, m bằng trừ 2, thì đường thẳng đó sẽ đi qua điểm có tọa độ là 20. Và đồng thời, nó sẽ tiếp xúc với lại cái đồ thị hàm số này, gx. Thì bạn có thể chứng minh nó tiếp xúc bằng cách là mình sẽ như cái hình vẽ mình thấy được nó đã tiếp xúc tại điểm này rồi. Thì để chứng minh nó tiếp xúc rất là dễ, đó chính là bạn sẽ xác định phương trình hình độ giao điểm của parabol và đường thẳng, thì bạn sẽ thấy nó tiếp xúc tại điểm này luôn. Cho nên là tại điểm này nó chỉ cách tại một điểm là 20, nhưng
Khi M nó càng đi sâu vào trong nữa thì nó sẽ cách tại hai điểm đây, và M càng đi sâu nữa, càng ngày càng thẳng đứng lên đây nè, đó thì nó sẽ tiếp xúc tại hai điểm. Thì tương tự qua nửa bên đây nó cũng vậy, thì nó cũng sẽ tiếp xúc tại hai điểm. Và tương tự thì mình sẽ viết phương trình đường thẳng đi qua điểm Y có tọa độ là 3 trừ 2 và điểm G có tọa độ là 4 0. Thì mình sẽ tương tự mình cũng viết được hệ số góc của nó sẽ là y cái sẽ bằng là 2x 2x trừ đi 4, y bằng 2x trừ đi 4. Và đây cho mình hệ số góc của nó sẽ bằng 2 ở trường hợp này và nó chỉ cách tại một điểm. Đây thì mình sẽ vẽ ra ngoài lại hình mới. Đây. Nghĩa là gì? Khi m bằng trừ 2 thì nó chỉ cách tại một điểm. Nhưng khi m càng lún vào trong nữa, càng đi vào, càng sát nó, càng tiệm cận đến đường thẳng dựng đứng như thế này, càng ngày càng sát vào thì nó cũng sẽ cách tại hai điểm. Vậy thì ở đường thẳng ngang là m bằng 0 thì nó càng ngày càng dần 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 dần. Thì nghĩa là gì? M nó sẽ đi từ trừ 2 cho đến âm vô cùng, không lấy dấu trừ 2. Và đồng thời ở phía nửa bên đây thì đây trường hợp đây là m bằng 2 như thế này. M bằng 2 thì như thế này, càng ngày càng đi sát ở bên trong đường thẳng dựng đứng như thế này. À, thì nó sẽ cách tại hai điểm. Anh nhận thấy không? Nó cách tại hai điểm. Thì cho nên M nó sẽ có hai trường hợp là hoặc là đi từ trừ 2 cho đến âm vô cùng, hoặc là đi từ 2 cho đến dương vô cùng. Đây, có hai trường hợp như vậy. Từ hai cái này mình sẽ suy ra được là M nó sẽ thuộc trong tổng hợp từ trừ 10 cho đến trừ 2. Trừ 10 cho đến trừ 2 hợp với lại từ 2 cho đến 10. Vậy mỗi cái này là có 8 số nè. Ở đây cũng có 8 số và tổng lại có 16 số. Thì đáp án chính xác đây chính là phương án C. Đây, họ lưu cho mình thì đây là một câu khá là khó. Và vì sao chúng ta phải biện luận được là tại những cái điểm các cách như thế này thì ta tiếp xúc, cách tại một điểm thì chúng ta nhìn thấy được rồi. Tuy nhiên chúng ta phải kiểm tra xem là nó có tiếp xúc hay không. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với câu tiếp theo. Bây giờ mình sẽ đọc yêu cầu bài toán rồi. Thì mình thấy được làm như những câu tương tự như trên, trước hết mình sẽ chuyển những cái phần số hay là những cái phần có biến x về một bên để tạo nó thành một đường thẳng. Thế là đây, f của trị đối của x trừ đi 2 nó sẽ bằng mx. Bây giờ mình có bên kia 8m, mình sẽ mx trừ 8 đây. Rồi, trừ đi 8. Rồi, bây giờ mình đã chuyển tất cả về một vế rồi. Thì bây giờ bạn lưu ý cho mình như sau. Thì mình sẽ đặt hàm này là hàm gx. Còn bên đây là một đường thẳng dê nó luôn đi qua điểm cố định, đó chính là 8 trừ 8. Trừ 8 là điểm cố định Y mà nó luôn đi qua. Đây. Thì bây giờ bài toán cho đồ thị hàm số Y bằng Fx như thế này. Mình sẽ vẽ lại. Đây đây là 2, đây là 0, đây là 1. Rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ xác định đồ thị hàm số Gx bằng các phép định tuyến đồ thị. Bây giờ trước hết thì mình sẽ xác định đồ thị hàm số f của x trừ 2. Đây, f của x trừ 2 thì mình sẽ định tuyến nó qua bên phải hai đơn vị. Tức là sao? Đây là 2 thì đây là 4. Đây, bây giờ nó qua hai đơn vị. Đồ thị mới nó như thế này. Nó sẽ cắt đây lại một điểm. Rồi. Để kỹ cho mình. Đây, mình sẽ giờ nó qua hai đơn vị. Bây giờ mình sẽ xác định đồ thị hàm số f của trị đối của x trừ 2. Nghĩa bằng cách mình sẽ lấy đối xứng bằng đồ thị với bên phải trục tung qua bên trái. Rồi nó sẽ như thế này đây. Rồi. Thì bạn lưu ý cho mình luôn đi qua một điểm cố định là 8 và trừ 8. 8 trừ 8. Bạn lưu ý cho mình như sau. Chính là bây giờ mình sẽ xác định giao điểm chỗ này. Thì cái này chính là bằng trừ 8. Thì để xác định cái này rất là dễ, bạn chỉ cần viết phương trình của cái parabola này là trừ của x nhân cho x trừ 2. Bạn tính tính qua hai đơn vị, đến là trừ của x trừ 2 nhân cho x trừ 4. Đây, thì đây là trừ 2 nhân trừ 4 là 8, 8 trừ ra trừ 8 đúng không? Thì này xin lỗi, cái giá trị đây là trừ 8. Rồi, thì cái điểm cố định mà nó luôn đi qua chính là điểm này. Ngoài đây thì mình vẽ minh họa đi, ở là điểm này. Nó có cùng tung độ nhưng mà hoành độ thì nó gấp đôi. Rồi, đây chính là điểm cố định mà đường thẳng luôn đi qua. Bây giờ mình sẽ gạch phần đồ thị không cần dùng đến đi. Rồi,
Đây chính là phần đồ thị chúng ta cần dùng đến. Đây là đồ thị hàm số y bằng gx. Đây, y bằng gx. Rồi. Thì bây giờ nó kêu là xác định m để phương trình có đúng 3 nghiệm. Vậy phương trình này sẽ có đúng 3 nghiệm khi nào? Nó lưu ý cho mình như sau. Mình kéo dài nó ra. Rồi, thì nó sẽ cắt tại 3 điểm khi nào? Trường thứ nhất là m bằng 0. Đây là một đường thẳng nằm ngang. Nó sẽ cắt tại 1, 2 và 3 điểm là m bằng 0. Tuy nhiên, chúng ta đã đọc cái bài yêu cầu bài toán. Nếu như đọc yêu cầu bài toán thì thấy nó có dạng là a cộng b căn 7 thì khá rõ ràng là m bằng 0 chứ không thể nào là đường thẳng này được. Rồi, bây giờ làm sao thì nó cắt tại 3 điểm? Đây mình vẽ sát lên trong rồi. Chính là ví dụ đây nó sẽ tiếp xúc, ví dụ như mình vẽ đường thẳng như thế này. Đây, đây là cái điểm nó tiếp xúc này. Thì nó sẽ cắt tại 3 điểm. Đây, nó cắt tại 3 điểm. Đây thì tại cái điểm nó tiếp xúc thì nó sẽ cắt tại 3 điểm. Còn bây giờ, nếu như nó tiến lên nữa, nó tiến lên trên nữa thì nó chỉ còn lại nó chỉ cắt tại 2 điểm nữa mà thôi. Càng ngày càng tiến nó chỉ tiến cắt được 2 điểm. Còn nếu như nó đi xuống dưới thì nó cũng cắt tại 3 điểm đấy. 1 nè, 2 nè, 3 này, nhưng nó cắt tại điểm này là điểm thứ tư. Bạn lưu ý cho mình như sau, thì để nó cắt tại đúng 3 điểm thì chắc chắn là đường thẳng D này là y bằng m của x trừ 8, trừ 8 này nó phải tiếp xúc với lại cái đồ thị hàm số bên đây. Nếu phải tiếp xúc với đồ thị hàm số bên đây, vậy thì bây giờ mình sẽ viết phương trình của đồ thị hàm số ở nửa bên đây. Chính là gì? Đó chính là y chính là bằng trừ, nó âm đi nó quay ngược xuống nè. Thì bên đây đó chính là trừ 2, bên đây là trừ 4, chính là x cộng 2. Đây, nhân cho x cộng 4. Wow. Đây chính là phương trình của cái parabola ở bên đây. Mình sẽ khai triển vào trừ x bình, trừ 6x, trừ 8. Rồi. Đồng thời mình cũng có đường thẳng là đường thẳng y sẽ bằng m của x trừ 8, trừ đi 8. Đây như thế này. Vậy thì bây giờ mình cần định xác định điểm m sao cho đường thẳng này phải tiếp xúc với parabola này. Tức là sao? Mình sẽ viết phương trình hoàn độ giao điểm của nó. Chính là trừ x bình trừ 6x. Chính là bằng m của x trừ 8. Trừ 8 với trừ 8 nó gọn với nhau rồi. Đây tương đương với lại trừ x bình. Mình chuyển x bình qua bên đây đi cho dễ. Đây là x bình cộng với lại m cộng 6 nhân x. Trừ 8m bằng 0. Thì ở đây delta của nó phải bằng 0. Delta bằng 0 tức là gì? B bình cộng 6 tất cả bình phương trừ cho 4ac tức là cộng với 32m phải bằng 0. Mình bấm máy mình được nghiệm. Các bạn lưu ý cho mình là sau khi bấm máy tính mình ra được hai nghiệm, đó chính là x là bằng trừ 22 trừ 8 căn 7 và x bằng trừ 22 cộng với 8 căn 7. Thì bây giờ bài toán kêu là m là số thực nhỏ nhất, thì mình sẽ gạch trường hợp ở trên đi, vì trừ với trừ thì nó sẽ càng lớn, âm nó càng lớn, còn đây cũng là âm nhưng mà âm này nó sẽ bé hơn. Thì khi đó mình sẽ suy ra được đó chính là gì? Đó chính là a nó sẽ bằng trừ 22 và b của nó sẽ bằng 8. Vậy thì a trừ b sẽ bằng trừ 30. Thì sẽ đáp án chính xác đây chính là đáp án c. Các bạn thấy thì bài này là một bài khá là khó. Thì nó khó ở việc là ta phải xác định được đồ thị hàm số thông qua các phép biến đổi đồ thị, cũng như là chúng ta phải xác định được là những cái điểm tiếp xúc bằng cách là chúng ta phải xét phương trình hoàn độ giao điểm. Cảm ơn đã xem, đã thấy video mình hay và hấp dẫn thì đừng quên cho mình một đăng ký, một like, chia sẻ video này cho bạn bè của bạn cùng xem ngay nhé.